Mấy nay cứ nghe mẹ mình nói thèm tàu hũ Singapore, mà tàu hũ Singapore là cái gì mình đâu có biết. Ok, hôm nay á mình sẽ thử làm món tàu hũ Singapore này thử xem á, cho mẹ mình biết vị coi tàu hũ Singapore nó ra sao nha. Mà ở gần xóm mình không có ai bán hết trơn á, chắc mẹ mình coi trên tivi. Hôm nay mình sẽ thử làm ở nhà. Cho mẹ mình thưởng thức xem tàu hũ Singapore mình làm ăn sẽ như thế nào. Tàu hũ Singapore thì phải có nước cốt dừa. Bây giờ mình sẽ lựa trái dừa nào mà không có mọng á, thì mình sẽ lấy để làm nước cốt dừa đặng chút cho mẹ mình chan ăn. Trái nào mà có mọng á là mẹ mình sẽ chê hôi dầu. Trái này đi. Có dừa rồi thì sẽ có nguyên liệu. Đã chuẩn bị là 2 bịch sữa đậu nành 10.000, 1 bịch sữa tươi không đường, 100 g đường, một chén trân châu. Ở đây là có 5 g rau câu dẻo, sẽ pha chung với lại 400 ml nước lọc. Rau câu này á, ngâm chung với nước lọc cho nó nở ra đi, một chút mình nấu nó sẽ dễ dàng hơn. Mới học trên mạng nên công thức còn sai sót, thêm 230 ml nước dừa tươi nữa, cho nên bây giờ phải đi giật một trái dừa. Còn trái xoài này thì để đây đi, mới có trái chiến không dám ăn. Ông quýt nay 1 năm trời rồi mới có một trái à. Mẹ mình nói mạn gái không được hái, để thằng tiên nó con trai nó hái. Thôi thì chờ thằng tiên hái rồi mình mới được ăn nha. Vậy là mấy bạn biết ai con ghẻ ai con ruột rồi đó. Oh my god. Đã có nước dừa tươi. Yeah. Sống chung một nhà mà sao đứa thương đứa ghét. Quá, tao tán một cái. Sống chung một nhà mà sao máu chảy hổng đau. Không tới hả? Trời 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 trời. Nước vừa non thì có. Rồi ok. Tươi quá nên hơi non đó cả nhà. 230 ml nước dừa vô cái tô rau câu luôn nha. Đậu nành vô nấu nha. Tàu hũ Singapore. Tàu hũ Singapore. Sữa đậu nành đây. Ooh. Yes. Ai mà ăn tàu hũ Singapore thì làm ơn đừng có ăn uống mật ong vô giùm cá nha. Ăn mật ong vô là chiều nay tử ẻo là tôi không biết gì đâu đó nha. Cái tàu hũ này nó kỵ mật ong nha mọi người. Nhỉnh giò thiệt đó. Mình sử dụng là 1 lít, 1 lít sữa đậu nành, 1 bịch sữa tươi không đường cho nó béo. Đó. Giữ chưa, giữ chưa, giữ chưa. 100 g đường. Nấu sôi lên nha. Chơi ghẹo mẹ mình thôi chứ mẹ mình vẫn là thương mình nhất. Bây giờ sẽ xuống rửa hộp để cho mình đựng tàu hũ Singapore nè. Bởi nhiều khi mình phái ghẹo mẹ mình vậy đó nó vui. Tào lao mới lao với mẹ mình chút xíu là nó đã sôi ùng ục lên rồi mọi người. Nó muốn sôi tràn luôn rồi đó. Mình thấy nó sôi rồi đó nha. Mình sẽ tắt bếp. Rồi hát tầm xà mắt lát quá mẹ bà mới chửi mình. Bây giờ mình sẽ nhắc cái này xuống, để qua một bên. Cho cái chảo này lên đặng nấu rau câu. Đây, công thức rau câu gồm có 5 g rau câu dẻo, 400 ml nước và 230 ml nước dừa tươi. Nấu cho nó sôi lên. Tới cái khúc này coi là không được chảy nước miếng nha. Mẹ mình chuẩn bị có tiên em rồi các bạn ơi. Mời bán xài nha. Xài mắm đốt. Lúc này á, là cái tàu hũ của mình còn nóng nha. Bây giờ mình sẽ cho cái rau câu này vô đây luôn. Thế là mình đã có nguyên một cái thau tàu hũ Singapore rồi đó. Bây giờ mình sẽ múc ra rồi mình sẽ đợi cho nó nguội nha. Cũng cỡ 2-3 tiếng gì nó mới nguội đó chứ không phải nó nguội liền đâu. Cái này để vô tủ lạnh. Cái này nhiều quá để vô tủ lạnh.
mình sẽ trở thành cô bé bán tàu hũ Singapore. Vô mày vô. Đó, nghe rao như đúng rồi vậy, thấy không? Còn cái mấy cái hũ này á, mình muốn cho nó nguội liền, đặng chút chiều mình ăn á, thì mình làm cái hũ nhỏ xíu xìu xiu vậy nè. Đó. Nấu ở đây mà không đậy nắp chút xíu nữa, bông mận nó rớt lên luôn, có tóp pin bông mận lên luôn. Mùa này á, mận quá trời mận luôn, mà không có trái nào ăn được hết trơn á. Không tin phải không? Chút theo mình, mình dắt lại cái cây mận ngàn trái của mình nè. Rồi không, tại không có xịt thuốc sâu á. Chân trâu thì nước đã sôi rồi, mình sẽ cho cái chân trâu vô. Là nó chín rồi đó. Mình sẽ cho vô đây 2 muỗng đường ướp cho chân trâu nó hơi ngọt ngọt nha mọi người. Chút xíu nước lọc vô. Vừa hãy lạc nhát nào, mà cái mọng thì ngọt ngay. Ngon lắm luôn á. Hai trăm năm mươi ml nước mình sẽ cho vô nước cốt dừa, mình sẽ vắt một lần luôn. Rửa tay sạch sẽ rồi vắt nước cốt dừa. Nhồi thiệt là giữ vô cho nó ra cái nước cốt hết nha. Xíu mày gã quá ai. Ok, bây giờ mình đã có nước cốt ở đây rồi, có lá dứa luôn. Nửa muỗng muối nha, là 4 muỗng đường. 1, 2, 3, 4 muỗng bột bắp nha. Nấu lửa riu riu thôi để nước cốt nó tách ra. Ok, nước cốt của mình sôi lên, vậy là mình tắt bếp thôi. Ok, mình sẽ lược lại nước cốt của mình một lần nữa. Phụ ba, phụ má tóc. Hả? Phụ má tóc. Trời ơi, hất kiểu này là kiểu gì? Kiểu bình thường thôi. Chào mọi người. Quá phụ hậu có xuất hiện. Xin mẹ đi chưa? Xin mẹ đi rồi. Mẹ cho không? Cho. Rồi, đi. Gì? Đi ăn tàu hũ gì? Rồi đây. Cái này chân trâu hả? Đúng rồi, khoan nha, bây giờ là mình sẽ đem ra dĩa. Ba người là ba dĩa. Mình lấy cái này nè. Chén quanh. Mình úp ra. Lấy muỗng mình đập xuống. Đó. Wow. Núng na núng nín nhưng mà đừng có làm cho nó kiểu như nó đặc như rau câu nha. Nôn là anh nín luôn đó.
tàu hủ Singapore gì xong rồi nè, mời các bạn con cháu thưởng thức với cô với thằng Như với thằng Phú nha. Hôm nay mọi người hỏi sao Phú không vô video nữa. Phú mắc học thi. Phú mắc thi và hôm nay Phú đã thi xong rồi. Phú thi được không? Được. Hỏi mọi người coi thi được không? Mọi người có thi được không? Chứ Phú là Phú thi được rồi. 100% không? 100%. Bữa nay thấy Phú cắt tóc đẹp không mọi người? Bữa nay thấy Phú cắt tóc đẹp không mọi người? Mời mọi người nha. Mời mọi người nha. Mời mọi người cùng ăn nha. Thấp miếng thử coi. Mời mọi người nha. Thấp miếng cốt à. Cái gì thấy ngon rồi đó. Cũng ăn đính à. Trời ơi, nghe rớt cũng trâu à. Mời mọi người. Ơi, nãy giờ chưa thấm cục nãy vậy. Bo ăn con trâu rồi. Không khéo. Có nghe mùi tàu hủ không mẹ? Tàu hủ gì? Tàu hủ không? Nghe như mùi tàu hủ mình ăn á, cái cục này nè. Không. Không nghe tàu hủ hả? Tàu hủ này, tàu hủ gì? Tàu hủ Singapore hả? Nó khác à. Nó khác hả? Không có mùi rồi. Mùi đậu nành á. Cái này hổng với tàu hủ hay gì á? Tàu hủ. Nấu từ sữa đậu nành mà. Cái này nó giống tàu hủ non. Nè nguyên một cái cục này là nhìn nó nhúng nó không nín luôn ha. Chứ hồi dịch á mình có làm một lần rồi. Như thế gì á mình làm câu câu nó đặt cứng ngắc. Nên mình rút kinh nghiệm mình làm phân nửa thôi. Làm tôi một cái. Về nhà ăn hết nổi ra. Mình cho mẹ mình cái kiến khổng lồ luôn. Con một cái gì khổng lồ. Mẹ đi chưa? Giờ bỏ tắm rồi con gì. Chân trâu nó ngãi ướp đường á. Cái giờ nó săn rồi á. Ăn dẻo, ơi dẻo luôn á. Chị dài. Hút cứu cô nữa. Cứu miếng con. Cứu cô nữa miếng. Con hết thèm tàu hủ Singapore chưa? Quá, nhiều quá, ăn ngon nữa lắm con, ăn rất ngon. Thấy cảm giác sao mẹ? Lâu lâu ăn đậu hủ Singapore rất ngon. Nó mềm mềm, dẻo dẻo, còn trân châu nó dai dai mà ngọt ngọt, rất thơm ngon các bạn, nước cốt dừa rất béo. Nước đặc biệt là cái nước cốt nè. Mà thấy cái tàu hủ này ăn nó tan, nó có dai gì không? Không, để miệng toan luôn. Nếu mà tàu hủ này để trong tủ lạnh, để vô miệng là nó tan ra luôn á ha. Mát lạnh luôn á. Đúng rồi, nó ngon quá mọi người ơi. Trân châu dẻo dẻo dai dai và quyện ngon cực kỳ luôn. Cái món này rất là dễ làm nha. Ai mà ở nhà mà rảnh rảnh á có thể làm cái món này. Cũng ăn thấy ngon không? Không nói lên lại. Ngon quá. Nữa rồi. Cô nãy giờ con hớt tóc mà cô xuống cô hỏng cái con trai. Hôm nay tỉa bớt tóc phải không? Tóc tỉa bớt cái về này. Màu dẻ cũng cỡ 20 bèn 30 ngàn. Có chân trâu rồi này cũng giống như vậy nè. Rồi có khi người ta làm cái tàu hủ màu xanh lá dứa với lại cái màu trắng vậy thôi. Nói chung là mình làm ở nhà mình thấy cũng đơn giản dễ làm mà lại ngon nữa. Hôm nay mẹ ăn cái món này mẹ cảm thấy sao? Trân trâu ngọt ngọt dẻo dẻo. Trân trâu nè. Tàu hủ thì để vô trong miệng tan chảy. Nước cốt thơm béo béo. Nước đá nó vô rất ngon các bạn.
này mình để trong tủ lạnh á, rồi trời mát cái mình đem ra mình ăn là ngon bá cháy luôn á mọi người. Nếu thấy mình làm video này thú vị hay thì đừng quên để lại cho mình một like nha. Yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye bye. Nhớ ủng hộ hai mẹ con cô nha. Các bạn yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye, bye.